Hôm nay mình lại đi coi một căn nhà cách chợ Việt Nam 5 phút thôi. Cái căn nhà này phía trước á, thì trong cái khu này rất là yên tĩnh, rất là đẹp. Các bạn thấy người ta đi bộ buổi chiều không? Khi mà người ta thấy mà người Mỹ trắng mà dắt con chó mà đi bộ á, là cái khu đó an toàn đó. Khu này rất là yên tĩnh. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ hết, nhà đẹp. Nhà này đẹp này, trong nhà này có phía sân sau thì nó là cái sân gốc. Người ta làm này là phía phía trước. Mình có thể bỏ chậu để mà chân chân bông chân hoa vô, rồi bỏ cái bàn ngồi sáng sáng uống cà phê. Cái này ánh sáng sẽ nhiều, mà nắng thì chỉ có nắng trưa mới đứng bóng thì có nắng thôi, còn chiều thì mát, lúc nào cũng mát hết. Người ta đã làm cái khu này rồi, mình bỏ cái bàn vô nữa ngồi uống cà phê. Giờ mình vô trong mình coi nha. Sàn gạch mới, nước sơn này mới, nước sơn mới. Cửa sổ thì không thấy mới lắm, cửa sổ thì không thấy mới lắm, nhưng mà cái cửa này chắc cũng thay, chắc cũng lâu lâu rồi, tại cái cửa lưới bên ngoài còn, chắc cũng thay 4-5 năm về trước rồi, chứ không có mới lắm. Vô bước vừa bước vô thoáng một cái là sưởi, hay là sưởi ngay đó. Bên trái là cái bàn để ăn cơm, bên trái nữa là cái bếp. Là vừa bước vô thì thấy bếp, trong cái bếp là cái khu này là bếp. Bếp xong qua bên đây là cái khu bàn ăn xong rồi qua bên lò sưởi. Lò sưởi là cái có cái cửa đi ra ngoài sau luôn á, phía sau là cái sân gốc ăn sau á. Rất là thoáng rộng. Người ta thay những cái đèn cũ, đồ cũ rồi, người ta thay đồ mới vô rồi. Cái nhà này coi như người ta update hết rồi. Giờ mình vô kitchen mình coi nha. Phía bên trái là nhà bếp, còn phía bên phải của mình á là phòng ngủ. Hai, mình đi coi phòng ngủ đi. Nằm một cái này là cái closet, đây phòng ngủ. Wow, phòng ngủ cái trần cao ghê á. Mình nếu mà mình có thể làm cái này làm cái office cũng được, cái trần cao. Cái closet, cái closet có cái cửa cửa lùa, cửa kính lùa. Cái này sạch sẽ lắm, thảm còn mới tinh luôn. Không biết thảm này người ta mới bỏ vô hay là thảm mới người ta đang xài, không biết nữa. Nhưng mà thảm thì còn mới. Đây là cái bathtub thứ nhất, ta làm lại hết trơn rồi. Có marble luôn. Những cái detail á, người ta thay mới tinh hết rồi. Người ta thay mới tinh hết đây. Hình như cái này mới luôn á, cái bồn rửa chén này, rửa tay này là mới luôn á. Những cái cabinet, ôi cabinet mình mới tin luôn. Vậy là cái hình này người ta bỏ đồ mới vô rồi, người ta bỏ đồ mới vô rồi. Cái bathtub cũng mới tin. Nào cái bát, cái shower bath mới tin đẹp. Ceiling người ta làm cũng ceiling lần cũng mới hết rồi, mà như trắng tinh mới tinh. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái phòng này, cái bathtub thứ hai, cái bathroom thứ hai. Cái nhà này người ta có làm thiết kế ánh sáng tốt ghê á.
thảm mới nè, hay cái closet này nè, cũng nhỏ nhỏ chứ không có bự lắm. Đây là cái phòng thứ hai, phòng thứ hai. Còn master ở đâu ta? Master mình đây một cái cửa, còn master master phía sau, master nhìn ra sân gốc. Đây là cái cửa sổ này rộng, cái sân này nhìn ra sân sau. Đây là master rộng rãi, nhà có cái view nhìn ra sân gốc. Người ta trồng cây bông, cái này cái cây này chắn mất tầm nhìn của người ta rồi. Này chắc chủ mới về phải chặt cái cây bông này dục. Rồi, cửa tay cầm mới tinh. Wow, mới tinh hết rồi. Mới tinh. Wow, mới tinh, mấy cái detail đó mới tinh hả? Nè, cái này là marble top. Còn cái marble mình nhìn thấy mấy cái dấu này mới tinh nè, cái cabinet mới tinh nè. Wow, cái bath top, cái bath top này jacuzzi, không biết người ta thay nguyên cái hay chỉ có thay mấy cái bộ phận hút ấp nó thôi. Nghĩ chắc mấy cái bộ phận hút ấp thôi chứ không phải thay nguyên cái bát tắp mới đâu. Còn cái shower mới tinh. Cái nhà này coi như làm remodel lại hết rồi. Còn cái này closet, closet cũng nhỏ nhỏ, closet cũng ok, không phải gọi là bự lắm nhưng mà cũng là walk-in closet. Yeah. Thôi mình đi ra ngoài, chút nữa mình ra sân sau. Thôi mình ra sân sau trước đi, xong rồi mình đi vô bếp. Sân sau, cái này là mắc tiền, có cái view. Cái view này, cái sân này người ta cũng rám xi măng mới luôn, cái xi măng mới tinh. Chiều chưa, bữa nay là tháng 7, gần cuối tháng 7 rồi, cái xịt cây cối rồi nó cháy hết trơn rồi. Màu xanh thành ra không thấy màu xanh nhiều. Nói khoảng tháng 5, tháng 6 thì mình thấy nhìn thấy màu xanh của cỏ rồi, của cây rồi. Giờ tháng này thì chỉ nhìn vậy thôi, nâu nâu, xanh xanh chứ không có được xanh lắm. Người ta cũng trồng bông, fan mới, cái hàng rào mới. Người ta coi như ta làm phần nữa, người ta đổ cái patio này rồi. Nhà này mới nhưng mà mình không cần phải trả tiền giá nhà mới. Nhà này 2000 square feet thôi. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Dầu có bếp mà. Nhà trần cao hóng. Lò sưởi cũng là mới luôn. Nhưng mà cái khung của lò sưởi này không có mới lắm. Cái khung của lò sưởi. Lò sưởi xài được hai mặt hả? Một là sợi bên đó, hai là sợi bên đây. Quá rộng quá ha. Là sửa xài được hai mặt. Mặt bên đây nữa. Ủa có hai cửa ra sao luôn? Cửa đây ra sao, cửa hai kia ra sao. Dạ, làm mới tinh nè, professional làm chứ không phải là tay ngang làm. Bây giờ vô bếp, đây là cái bếp. Đây là cái quan trọng nhất của cái nhà. Cái bếp
có bếp đèn, có một cái đèn nào còn nữa mà. Ủa đèn đâu ta? Phải có nhiều đèn chứ. Đây nè. Đây còn cái phòng phòng ăn nữa, phòng để bàn ăn. Bên cửa sổ có bông bông hoa màu hồng, dễ thương, tường vi màu hồng. Wow. Ở đây có một cái counter đầu mới hết rồi, bếp từ nữa, rồi có quạt hút nữa, sạch bon trắng tinh đẹp. Ở dưới là một bên là gỗ, còn trong phòng bếp là gạch hết ha, gạch hết. Cái căn nhà này có giá là 492.000, 3 phòng tắm, 2 phòng ngủ, 2023 square feet. Cách chợ Garland chỉ có, cách chợ Việt Nam chỉ có 5 phút thôi. Sinh năm 1989. Trên cái gần 1.000 ngàn square feet cho cái lot, nên là cái xung quanh này rất là rộng. Có gara, có hai cửa gara trong cái khu yên tĩnh đẹp. Nếu mà các bạn nào mà muốn ở trong cái khu mà gần chợ Việt Nam, khu shopping Việt Nam, thì các bạn có thể căn nhà này gửi cho những người mà về hưu, hay là những cái cặp vợ chồng mới, hay gì nó yên tĩnh, nó không có chen chúc với những cái những cái khu mới mà ồn ào. Cái này nhà, cách nhà nó xa lắm. Còn mấy cái khu mới á, thì người ta cất cái lot nó nhỏ xíu à, 4.000 square feet người ta cũng cất được cái nhà nữa. Thật ra nhà này sát cái nhà bên kia, còn cái lot này á, gần 10.000 gần gần 10.000 square feet, cho nên nó rộng lắm. Mình ở sau mình có cái view là sân golf. Nhà này coi như là mới, nhà investor bỏ tiền ra làm mới hết trơn rồi. Cầu cái căn nhà này thì liên lạc với Anna nha. Căn nhà rất là đẹp.